Thật là Chúa yêu chúng ta quá, cho nên Chúa như Kinh Thánh lại sai nói rằng là chốc chốc Ngài lại tưới chúng ta đó. Chúa dùng nước ở Việt Nam đến để tưới chúng ta này, cho chúng ta tươi mới. Cảm ơn mục sư Lê Vi đã nhớ tới là Thánh Vườn Nho và giới thiệu hai nhị vị mục sư đến đây rất là được phước. Và bây giờ tôi nghĩ rằng chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho mạng lưới BCG, Pentecostal Church of God. Chúng ta sẽ cầu nguyện đặc biệt cho mạng lưới này. Đi trại đó. À đó đó đó, cái trại đó là của BCG. Chúng ta sẽ nhớ đến hội thánh lời đức tin và hội thánh một cả nhà mục sư là cộng đồng ân điển. Cộng đồng ân điển, cũng ở trong mạng lưới BCG luôn. Chúng ta rất là vui vì chúng ta được biết thêm hội thánh nữa. Vâng, bây giờ xin mời quý vị cùng đứng lên và chúng ta cùng cầu nguyện. Chúng con rất là cảm ơn Chúa vì buổi sáng hôm nay chúng con được khích lệ. Được khích lệ nhiều lắm bởi đức tin của anh em chúng con và sự hầu việc Chúa anh em chúng con. Cảm ơn Chúa vì những gì mà chúng con nghe mục sư Minh sáng hôm nay chia sẻ, lòng chúng con cảm động. Vì sự kết ước của con cái Chúa, những người tôi tới Chúa và họ đã đi ra để giảng tin lành. Con cầu nguyện cho các hội thánh ở tại Hà Nội, hội thánh đặc biệt là hội thánh lời đức tin. Xin Chúa ban phước cho ba hội thánh này để phát triển lên gấp nhiều lần hơn, đúng không? Và có nhiều người tin Chúa. Trong mạng lưới BCG chúng con cầu nguyện cảm ơn Chúa để có nhiều nhiều con cái của Chúa được rao giảng mạng lệnh của Chúa và cơ hội để phục vụ, hợp tác để lo công việc của Ngài. Chúng con xin Chúa ban ơn tài chánh cũng như là tất cả mọi sự cần thiết cho hội thánh của Ngài ở tại Hà Nội, đặc biệt là hội thánh lời đức tin. Còn cảm ơn Chúa về sự hầu việc Chúa cũng sử dụng. Cảm ơn Chúa vì ông đã lên nói vài điều mà lòng chúng con được nung đốt, được khích lệ rất nhiều ở xứ xa này, ở xứ mà ít người Việt Nam, nhưng lòng chúng con được khích lệ nhiều bởi vì Ngài có yêu thương và sử dụng tôi tới của Chúa. Và xin Chúa tiếp tục ban ơn đặc biệt hai người con của mục sư, để là những Aaron và Hurer tiếp tục để nâng tay của Môi-se trong sự cầu nguyện, trong chức vụ. Xin Chúa ban ơn cho hội thánh với năm người chuyển ngữ và hội thánh hơn 40 thanh niên. Cảm ơn Chúa, chúng con ước ao một thế hệ mới để tiếp nối chúng con. Và hôm nay chúng con nghe điều này, Chúa ơi, xin Chúa ban cho hội thánh của Chúa ở bên Mỹ này cũng có lực lượng thanh niên. Cảm ơn Chúa, chúng con rất là được khích lệ. Và xin Chúa ở cùng, ban ơn tài chánh cũng như là sự trợ giúp của Ngài ở trên gia đình của mục sư và chuyến đi của hai mục sư được bình an và được Chúa sức giàu cho chuyến đi này. Con cầu nguyện cho mục sư Levi nữa. Cảm ơn Chúa vì Ngài có ban ơn cho ông để ông nhớ đến chúng con. Cả xa chúng con 40 phút lái xe nhưng vẫn đến thăm hội thánh của Ngài là một cái sự phước hạnh cho chúng con. Xin ban phước trên công việc, gia đình, vợ con của mục sư và chức vụ của mục sư nữa. Chúng con cảm ơn Ngài. Một lần nữa chúng con hiệp lại cầu nguyện cho cô Cathy Mai. Xin Chúa Ngài cho cô được sức mới, sức khỏe. Và cô cũng được bình an nữa để cô cũng trở lại với chúng con trong tuần sau để nhóm lại. Và cũng cầu nguyện cho cô Hà. Sáng hôm nay cô Phan Thanh Hà bị tuột máu trên đường lái xe tới đây. Cô là một tín hữu tốt. Xin Chúa chữa lành cho cô. Trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện Chúa thêm sức cho cô. Cảm ơn Chúa, con công bố trước khi đặt tay, trước khi cầu nguyện cho cô thì cô nhận được sự chữa lành của Ngài. Máu cô trở lại bình thường, cô khỏe mạnh và trở lại sinh hoạt trong tuần sau này, không có điều gì nguy hiểm cho cô. Cảm ơn Ngài nhiều lắm. Có cầu nguyện đặc biệt cho ba của Tuyết Hương, ông vừa mới bị đột quỵ nhẹ. Chúa ơi, giờ này dù ông chưa tin Chúa nhưng bởi đức tin trong danh Chúa Giêsu con cầu nguyện Ngài phục hồi ông trở lại. Và bởi vì cớ đó ông biết rằng người con gái của ông sẽ đem tin lành đến cho ông sau khi ông nhận sự chữa lành. Cảm ơn Ngài. Chúa ơi, Ngài nghe lời cầu nguyện của chúng con với rất nhiều các con cái Chúa giờ phút này đang hiệp lại để cầu nguyện cho ông cha của Tuyết Hương. Cảm ơn Chúa về sự nghe lời, đáp lời của Chúa. Con cầu nguyện cho lời của Chúa buổi sáng hôm nay. Chúa ơi, xin Chúa dùng lời Chúa ngắn ngủi ở đây nhưng có sức mạnh và quyền năng của Chúa để cho chúng con tiếp tục trong hành trình sắp tới. Cảm ơn Chúa về sự hiệp tác. Cảm ơn Chúa về sự kết nối với mạng lưới BCG. Chúng con cầu nguyện chúc phước cho sự kết nối này để là một mạng lưới toàn cầu, Chúa ơi, trên khắp nước Mỹ này và toàn cầu, để ngày càng có nhiều người đến với Chúa và trở nên con cái của Ngài trước khi Ngài trở lại. Con cảm ơn Chúa nhiều lắm và chúng con thành kính cầu nguyện nhân danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn Hội Thánh. Xin mời Hội Thánh cùng an tọa. Thưa Hội Thánh, hôm nay tôi sẽ đến với lời Chúa và khích lệ quý vị ở trong đề tài, đó là mở trói cho người bị cầm buộc. Luca 13, đoạn 13 từ câu 10 cho đến câu 17. Và câu gốc của chúng ta trong Mi-chê đoạn 6 câu 8. Đây là một câu chuyện quen thuộc. Quý vị có nhớ cái câu chuyện mà Chúa Giê-xu bị người ta buộc tội bởi vì Ngài chữa bệnh trong ngày Sa-bát không ạ?
nó là cái câu chuyện mà có liên quan đến hội thánh ngày hôm nay rất là nhiều, mà chúng ta thấy chúng ta đang sống trong cái thời kỳ mà hội thánh cũng trải qua những cái ngày giống như Chúa Giêsu trong cái chức vụ cũng bị bắt ép, cũng bị buộc tội, nhưng Chúa Giêsu vẫn làm, bởi vì Ngài nói rằng Ngài vẫn còn làm việc đến ngày hôm nay, bởi vì Cha ta làm việc cho đến bây giờ, ta đây cũng làm việc như vậy. Tôi khích lệ quý vị điều đó. Những gì mà chúng ta thấy, chúng ta nghe là chúng ta đang tiếp tục công việc của Chúa Giêsu, và chúng ta được khích lệ để chúng ta bắt chước theo gương mẫu của Chúa Giêsu. Nhưng những gì mà chúng ta sẽ đọc ở đây, thưa quý vị, chúng ta cùng với nhau một lần nữa xin mời Thánh đứng lên, chúng ta cùng đọc với nhau ở trong Luca đoạn 13 từ câu 10 cho đến câu 17. Xin chúng ta bắt đầu. Sự chữa bệnh trong ngày Sa-bát. Một ngày Sa-bát, Đức Chúa Giêsu giảng dạy trong nhà hội kia, và tại đó có người đàn bà mắc quỷ ám phải đau liệt đã 18 năm, cổng lưng chẳng đứng thẳng được. Đức Chúa Giêsu vừa thấy gọi mà phán rằng: Hỡi đàn bà kia, ngươi đã được cứu khỏi bệnh. Ngài bèn đặt tay trên hình người, tức thì người đứng thẳng lên được và ngợi khen Đức Chúa Trời. Bây giờ người ca nhà hội nhân Đức Chúa Giêsu đã chữa bệnh trong ngày Sa-bát thì giận mà cất tiếng nói cùng đoàn dân rằng: Có 6 ngày phải làm việc, vậy hãy đến trong những ngày ấy để được chữa cho, đừng đến trong ngày Sa-bát. Nhưng Chúa đáp rằng: Hỡi kẻ giả hình, mỗi người trong các ngươi đang là ngày Sa-bát, há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng cỏ dắt đi uống nước hay sao? Con gái của Abraham này, quỷ Satan đã cầm buộc 18 năm, há chẳng nên mở trói cho nó trong ngày Sa-bát sao? Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc binh hiển Ngài đã làm. Chúng ta đọc lại câu cuối đó, câu 17 đó. Ngài phán như vậy thì các kẻ thù nghịch cùng Ngài đều hổ thẹn, và cả dân chúng vui mừng về mọi việc vinh hiển Ngài đã làm. Cảm ơn quý vị, xin quý vị cùng an toàn. Thưa quý vị, tôi muốn quý vị đọc cái câu số 17 để quý vị nhớ rằng những gì Chúa Giêsu làm đem đến sự vui mừng cho thành phố, thì những gì chúng ta làm cũng đem đến sự vui mừng cho thành phố, quý vị ơi. Ở trong Công vụ Sứ đồ đoạn 8, khi nói đến Philip, ông đến thành Samari thì cả cái thành phố nó vui mừng. Mà vui mừng bởi vì Philip đem tiền tới, phải không? Không. Philip đem gạo tới, phải không? Cứu tế, phải không? Không. Philip đem cái gì tới? Đem Tin Lành tới. Và người ta đem rất nhiều người bệnh tới với Philip để ông cầu nguyện chữa lành. Nhân vì cớ đó, Công vụ Sứ đồ đoạn 8 câu 8 nói rằng cả thành Samari vui mừng. Đó là tin mừng. Tin lành là tin mừng, phải không ạ? Cho nên ở đây chúng ta thấy một lần nữa những gì chúng ta làm nhân danh Chúa Giêsu ở trong quyền năng của Chúa và phúc âm của Chúa đó, thì chúng ta đem tin mừng tới rõ ràng, cả dân chúng vui mừng về mọi việc Chúa Giêsu làm. Cho nên chúng ta đang làm công việc của Chúa. Chúng ta trở lại với câu chuyện này. Chúa Giêsu bị chất vấn trong cái ngày Sa-bát khi mà Ngài chữa lành cho một người đàn bà bị ma quỷ cầm buộc 18 năm. Y học ngày hôm nay gọi là bà bị lợt, bị viêm, bị đau xương, cái xương của bà bị cong, và người ta gọi, ngày xưa người ta không biết nó là gì, người ta gọi là lưng gù hay là lưng cong thôi. Thì Chúa Giêsu đến để Chúa Giêsu giảng trong cái nhà hội kia. Điều đầu tiên mà chúng ta học ở đây đó là gì? Ngài quan sát và bắt đầu quan tâm đến cái nhu cầu của cái người trong nhà hội lúc bây giờ là một người phụ nữ mà bà bị quỷ ám. Ở đây chúng ta cần định nghĩa lại cái chữ quỷ ám ở đây đó. Đối với người Do Thái đó, thì tất cả các bệnh nó đều xuất phát từ ma quỷ. Đối với người Do Thái lúc bây giờ. Cho nên cái việc mà ông Luca ông thuật lại, ông nói đúng với cái bối cảnh là vì cho viết cho người Do Thái. Cho nên là đúng là như vậy đó, là bị ma quỷ nó cầm buộc như vậy, chứ không phải là bà bị nó khống chế hoàn toàn. Một cái loại bệnh như vậy làm cho cái lưng của bà bị tổn thương và đã 18 năm. Và cái điều đầu tiên chúng ta học đó là hội thánh và sự thực nghiệm. Hội thánh phải thực nghiệm những gì Chúa làm, mà không phải Chúa làm trong quá khứ mà Chúa vẫn còn làm tới hôm nay. Mà hội thánh Chúa đem đến sự vui mừng cho dân chúng thế nào thì hội thánh cũng phải thực nghiệm đem sự vui mừng đến cho thành phố nơi chúng ta ở thời ấy. Và Chúa Giêsu làm gì? Ngài quan sát và quan tâm. Cái điều mà chúng ta tự hỏi rằng ngày hôm nay hội thánh có cái thực nghiệm đó không? Chúng ta có còn quan tâm và quan sát giống như Chúa Giêsu khi Ngài đến giảng Tin Lành, và Ngài quan sát thấy có một cái người cong lưng như thế này,
Tôi không biết là cái lần gần đây nhất chúng ta động lòng thương xót cái người bệnh nào hay là cái homeless nào đang đi trên đường. Cái lần gần đây nhất chúng ta thấy và chúng ta có động lòng. Nếu chúng ta có động lòng đó thì chúng ta đang giống Chúa Giêsu ấy. Cái gì chúng ta thấy chẳng có liên quan gì đến tôi hết. Kể đó, chắc là trong quá khứ nó có chuyện gì đó không tốt lành cho nên đáng đời. Cho nên thôi bây giờ không đáng đời, nhưng mà là cái chuyện xảy ra cho ông thôi, ông tráng chịu đi, tôi không biết. Nhưng mà Chúa Giêsu dừng lại để Ngài tiếp cận, Ngài quan sát và quan tâm đến cái trường hợp của người phụ nữ như thế này. Bao nhiêu người trong chúng ta có cái lòng quan tâm đến đó. Ngày hôm qua thì tôi với giáo sĩ Thiên Ân đang ngồi nói chuyện với cái anh này bên Canada, Hoàng. Thì ảnh là hồi xưa đó, ảnh là tập võ vô Việt Nam. Mà ngày hôm nay đó thì ảnh vô cái môn phái là bấm huyệt rồi thiền đủ thứ hết. Nhưng mà có một cái anh làm đủ thứ, anh tập luyện rồi ảnh tắm võ rất là khỏe, mình nghĩ là khỏe gì mà ổng bị đau phân nửa người từ trên xuống dưới. Thì tôi nghe giáo sư Thiên Ân ngồi nói chuyện hồi cái bắt đầu nói về chữa lành, nói một cách rất là tự nhiên. Và tôi còn khích lệ thêm vô, tôi nói vô, không biết cần thiết thì chúng tôi sẽ cầu nguyện cho anh. Thì anh mới nói rằng anh có cái niềm tin rồi, anh theo cao đài, cho nên Chúa Giêsu thì anh cũng biết, Phật anh cũng biết, cái gì cũng biết hết trơn. Bây giờ anh sợ là nếu mà đi theo cái hướng mới nữa đó thì nó lộn xộn. Tôi nói anh, Chúa Giêsu đứng bên ngoài những gì mà anh biết, anh chỉ cần mời Chúa Giêsu đến để chữa lành cho anh là được rồi. Thì anh yên lặng quý vị. Nhưng cái điều này để tôi khích lệ quý vị rằng đó chính là những gì chúng ta làm theo Chúa Giêsu, gương mẫu của Ngài. Amen. Chúa Giêsu vào nhà hội và Ngài thấy người phụ nữ bị còng lưng, và cái điều đó đã đánh động vào lòng trắc ẩn của Ngài, và Ngài muốn làm điều gì đó. Cho nên điều này khích lệ chúng ta ở trong Luca đoạn 13 câu 22, trong sự quan tâm và trọng trắc ẩn đối với những người xung quanh mà chúng ta thấy. Không chỉ chúng ta đến thì giảng tin lành đâu, nhưng bổn phận và nhiệm vụ của chúng ta là đem đến sự vui mừng cho họ. Tiền bạc không làm cho họ vui, vui xong xài hết tiền vui nữa chi, đúng không ạ? Sao vui được, tiền bạc ăn cũng hết, đúng không ạ? Nhưng mà có cái điều mà họ sẽ vui mãi mãi, và họ cũng sẽ đi nói về rao truyền về đạo của Chúa, đó là họ được chữa lành. Cái sự chữa lành là nó đặc biệt lắm, nó lâu bền lắm. Họ sẽ nói thêm một điều nữa xảy ra ở trong cái chức vụ của Chúa Giêsu. Người ta không chấp nhận điều đó, nhưng hội thánh của Chúa ngày hôm nay có tiếp tục đi theo cái sứ mạng mà Chúa Giêsu đã giao cho hay không? Luca đoạn 13 câu 22. Đức Chúa Giêsu trải qua các thành, các làng, vừa dạy dỗ vừa đi thẳng tới thành Jerusalem. Rồi khi mặt trời lặn rồi, ai nấy có người đau, bất kỳ bệnh gì đều đem đến cùng Ngài. Ngài đặt tay lên từng người mà chữa lành cho họ. Tôi nói cái cốt lõi của phúc âm là sự cứu rỗi và sự chữa lành. Tôi không có nghiêng về cái thái cực nào ở đây hết, nhưng cái nhu cầu của chúng ta đó, cái nhu cầu của chúng ta là ăn uống và vui vẻ, vui chơi, nhưng mà sức khỏe nữa. Cho nên Chúa đem đến sự cứu rỗi và Ngài kèm theo cái món quà như thế này. Và Chúa Giêsu đang làm việc mà Đức Chúa Trời vẫn đang làm. Cho nên ngày hôm nay chúng ta có làm việc mà Chúa Giêsu vẫn đang làm hay không? Đó là điều mà tôi đặt câu hỏi cho quý vị ngày hôm nay. Hội thánh, nếu mà chúng ta nói ảnh hưởng đó, thì là ảnh hưởng như thế này nè. Chúng ta có đem niềm vui đến cho người khác không? Điều thứ hai, trong hội thánh là và thực nghiệm đó, thì chúng ta thấy rõ ràng ở đây là chúng ta phải nắm lấy cơ hội cứu người. Cái cơ hội cứu người. Luca thuật lại rằng khi Chúa Giêsu vừa thấy tình trạng người đàn bà này thì Ngài đã tiếp cận để mở trói cho bạn. Một trong cái điều mà đến trong cái tư tưởng tôi đầu tiên đó, cái tựa đó là mở trói cho người bị cầm buộc, hay là mở trói, hay là mở ắt cho cái người bị ma quỷ ức hiếp và cầm buộc. Đó là sứ mạng của hội thánh ngày hôm nay. Chúng ta không chỉ giảng về lời, nhưng phải có cái điều gì đó cặp theo cái lời chúng ta nói. Mà Kinh Thánh nói rằng Đức Chúa Giêsu ở cùng với các môn đồ để làm cho vững đạo. Nắm lấy cơ hội cứu người, học nơi Chúa Giêsu, nắm lấy cơ hội cứu người quý vị. Cho nên ngày hôm qua chúng tôi nắm lấy cơ hội để giải cứu mà anh này không chịu thì thôi. Nhưng nếu như có cơ hội, chúng tôi nắm lấy cơ hội và làm, bởi vì Chúa Giêsu là như vậy. Amen. Chúa Giêsu thấy người phụ nữ mà Ngài không đi luôn, Ngài nói thôi còn người khác chữa cho ngươi, ta bận lắm, ta đi luôn. Nhưng mà tôi thấy trong Kinh Thánh
Những cái câu chuyện về sự chữa lành là Chúa Giêsu đều quan tâm, và bởi sự quan tâm đó Chúa chữa lành. Hội thánh ngày hôm nay có quan tâm hay không? Tôi muốn dùng điều này để khích lệ quý vị rằng tin lành không chỉ bởi lời nói mà thôi, bèn là quyền năng của Đức Chúa Trời. Ở trong công vụ Cô-rinh-tô nhất đoạn 4 câu 20 là quyền phép của Đức Chúa Trời nữa chứ không phải là lời nói. Và hãy nắm lấy cơ hội của người là cái cách mà Chúa Giêsu khi mà giảng ngài thấy người bệnh. Chúng ta có nhớ cách đây vài tuần chúng ta cũng suy gẫm ở trong Mác đoạn đoạn 5 nói về cái người chủ nhà hội tên là Gia-ru. Trong cái câu chuyện này người ta lồng thêm một cái câu chuyện khác vô. Có nghĩa là cái sứ mạng của Chúa Giêsu là luôn luôn gấp đôi không mà chứ không phải là một. Khi Chúa Giêsu được yêu cầu đến cầu nguyện và đặt tay cho đứa con của ông Gia-ru đó, nó chết rồi, nó bệnh mà nó chết rồi, thì lại có một câu chuyện khác lồng vào. Đó là cái người đàn bà bị mất huyết. Và Chúa Giêsu đã chữa cho cái người đàn bà bị mất huyết trước, rồi ngài mới đến cầu nguyện cho đứa con của Gia-ru. Điều này để nói cho chúng ta rằng Chúa Giêsu có một cái lòng trắc ẩn, một cái passion, một cái đam mê, một cái tấm lòng quan tâm, và lúc nào ngài cũng nắm cái cơ hội để cứu người hết trơn á. Cho nên ngày hôm nay mà ông mục sư chỉ đứng lên giảng với tôi á, tôi đến giảng xong rồi thì tôi đi về, tới tháng tôi lãnh lương, tôi ấm rồi, tôi có thể trả tiền bill nhà vân vân, rồi xong nó chán vô cùng. Và đó không phải là phúc âm trọn vẹn, không phải là tin lành trọn vẹn. Tin lành trọn vẹn là tin lành có quyền phép nữa. Cho nên Chúa Giêsu không chỉ giảng mà ngài còn chữa lành cho những người bệnh. Đó là cái công việc của hội thánh mà nhiều khi ngày hôm nay chúng ta quên. Chúng ta sẽ bước qua phần 2 để chúng ta nói về điều đó. Trước khi chúng ta bước vào phần 2 thì Matthew đoạn 9 câu 36, khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót vì họ cùng khốn và tan lạc như chiên không có kẻ chăn. Hội thánh ngày hôm nay có thấy điều đó không? Thưa hội thánh, cách đây một tuần vợ chồng chúng tôi ngồi lại với chúng tôi thường ngồi lại với nhau và chúng tôi thấy những cái nhu cầu của hội thánh. Sau ngày hôm nay người ta đi nhà thờ nó không có thật sự là yêu mến Chúa để đến trong tới cái ngày đến nhà thờ để mà lên thờ phượng Chúa. Tôi đi nhà thờ đó là giống như là tôi xin lỗi tôi nói cái điều tôi đứng ở trong cái đôi giày của cái người đó mà tôi nói rằng hôm nay tôi đến tôi sắp xếp và tôi hy sinh dữ lắm rồi đó, là coi như ông mục sư phải vui á, ông mục sư là đó nghĩ nghĩ như vậy. Hay là họ đi đến nhà thờ để là cho Chúa một cơ hội để họ đến thờ phượng ngài. Tôi nói nghe nó có vẻ như là một cái gì đó nó không có thật, nhưng mà nó là như vậy. Tại sao không đến hội thánh với một cái lòng yêu mến Chúa, đến một cái lòng hưng phấn, phấn khởi đi làm chứng, với một cái sự khích lệ phấn khởi để mà đi làm chứng. Ở đây chúng ta thấy cái mẫu hình của Chúa Giêsu là khi ngài thấy những đám dân đông thì động lòng thương xót. Hội thánh ngày hôm nay có thấy một đám dân đông có động lòng thương xót hay không? Tôi với vợ tôi ngồi nói như vậy đó. Làm sao để mà cho hội chúng của Chúa có cái tấm lòng động lòng thương xót, có một cái tấm lòng yêu thương và quan tâm đến người khác? Làm sao mình nhìn thấy ở trong hội chúng của Chúa có một cái tiềm năng nào đó để mà ảnh hưởng người khác? Chứ tuần nào mình cũng nhìn nhau như vậy thì nó cũng vui, nó cũng khích lệ. Nhưng mà những người ở ngoài, những người chung quanh chúng ta ở đâu? Ít ra chúng ta phải có cái suy nghĩ đó đó. Khi mà tôi học về Chúa ở Việt Nam thì tôi thấy cái tình hình ở Việt Nam, như mấy anh em nói là tôi nhớ Việt Nam lắm. Người ta thiếu thốn, người ta nghèo khó, người ta gặp nhiều khó khăn, nhưng mà người ta bám lấy Chúa nhiều lắm quý vị. Ước mong rằng hội thánh của Chúa ở đây cũng vậy, quý vị sống chết với Chúa. Và cái điều quan trọng là có tấm lòng giống như Chúa Giêsu. Chúng ta đi qua phần thứ hai. Phần thứ nhất chúng ta nói về hội thánh và những cái trải nghiệm, những cái thực nghiệm. Chúng ta có giống như Chúa hay không? Đó là câu hỏi tôi đặt ra. Khi nghe bài giảng này xong, chúng ta đi đâu, chúng ta gặp người bệnh, hay là chúng ta tiếp xúc với một người mới, chúng ta tìm hiểu coi cái nhu cầu của họ là cái gì. Chúng ta có bao giờ tìm hiểu họ, biết họ bệnh, chúng ta cầu nguyện cho họ chưa? Nếu chưa có thì làm đi. Đó là cái cách sống của Chúa Giêsu đó. Giống như Chúa là như vậy. Có những người nói, Chúa ơi cho con giống như Ngài, giống như Ngài, giống như Ngài như thế nào? Giống như Ngài là con có được quyền năng chữa bệnh. Khi mà Ngài ban quyền năng chữa bệnh rồi, chẳng thèm quan tâm đến người khác, chẳng thèm suy nghĩ đến người khác, thì làm sao chúng ta phóng thích cái quyền năng của Chúa cho người khác? Chúng ta xin Chúa giống như Chúa ban cho rồi. Chúng ta xin giống như Chúa là Chúa ban cho chúng ta yêu thương đó. Chúng ta có sự yêu thương đó. Nhưng mà khi gặp cái người què, người bệnh, người đang có nan đề, chúng ta
Hãy yêu thương là chúng ta bày tỏ, chúng ta cầu nguyện cho họ, chúng ta hỏi thăm họ, chúng ta quan tâm tới họ, thì chúng ta mới giống như Chúa. Có nhiều người xin giống như Chúa nhưng mà không có thực hành giống như Chúa. Chúng ta đi qua phần thứ hai quý vị, hội thánh và thực chất. Chúng ta thấy ai đây giận dữ? Giận dữ khi mà Chúa chữa lành. Trong kinh thánh nhiều lắm ạ. Phao-lô, ông chữa lành, ông giải cứu, thì những thầy tế lễ, những thầy thông giáo bực mình, Giăng và Phi-rơ tại cửa đệm để cầu nguyện cho người què. Họ bước đi, cái đem nhỏ ra, xử, hỏi ai, ai chữa lành, ai chữa lành. Rồi quý vị nhớ trong câu chuyện của... xin lỗi, ông đó 40 tuổi, làm hàng nhỏ lớn rồi. Rồi chúng ta nhớ ở trong cái người mù, cái người bị bại, ao Bê-tích-đa, được chữa lành rồi, mà biết cái người mà kêu ông vác giường đi là Giê-xu, mà cứ đem cái ông đó ra hỏi ai chữa lành cho người. Tại sao họ tức giận vậy? Tại sao họ tức giận vậy? Bởi vì họ không tin, bởi vì họ ganh tị với Chúa Giê-xu. Phải không ạ? Và chúng ta tìm hiểu coi, ngày hội thánh ngày hôm nay, tại sao các giáo hội lại giận dữ thay vì vui mừng? Trong câu 14 chúng ta đọc hồi nãy, vì sao người ca nhà hội này lại giận khi thấy người đàn bà bị biến dạng cột sống? Là tôi muốn nói cái từ này đó, bị biến dạng cột sống. 18 năm được Chúa Giêsu chữa lành, ông ta xem chữa bệnh là một công việc của, là cái nghề bác sĩ, như tôi nói quý vị đó, cái nghề, cho nên cái nghề thì không được hành nghề trong ngày Sa-bát. Ông không biết Chúa Giêsu là ai, hoặc là biết rồi thì cố tình không để ý, và ông cho rằng cái việc này là cái việc phạm vào cái ngày Sa-bát. Họ sẵn sàng thả gia súc của mình ra và chăm sóc cho chúng, nhưng lại không chịu vui mừng khi một người được giải thoát khỏi xiềng xích của Satan. Đây là cái thực chất của cái ông chủ nhà hội, khác với ông Giai-rô lắm. Ông Giai-rô thì khiêm nhường hạ mình, lòng khao khát Chúa bao nhiêu, thì tới cái ông tướng này, cái ông này á, thì lại nổi giận khi mà Chúa Giê-xu làm một phép lạ. Thưa quý vị, nếu ngày hôm nay chúng ta cảm thấy không an toàn khi mà thấy một mục sư khác hay thấy một con cái Chúa khác cầu nguyện cho người bệnh được lành á, thì chúng ta đang giống cái ông này nè. Hồi nãy tôi nghe thí vị lên nói, gần nhà tôi có một cái nhà thờ được mở ra cho thanh niên, mà lòng tôi cảm thấy bức rứt khó chịu, đứa nào vậy, ở đâu vậy, ai dám vậy, thì quý vị không có tốt. Thay vì chúng ta phải vui mừng lên, tôi sẽ đem thanh niên tới, tôi sẽ giới thiệu mọi người tới. Quý vị ơi, hãy học cái thái độ của Chúa Giê-xu và tránh cái thái độ dùng giận dữ của cái ông chủ nhà hội này. Quý vị, cho nên khi mà tôi nghe quý vị làm chứng, tôi nghe một sư Minh làm chứng, tôi nghe một sư Dũng, một sư Lê Vi làm chứng, dìu tôi tới Chúa làm chứng, thậm chí ở thành phố Glen Đèo, nếu như có một hội thánh Việt Nam thứ hai mở ra sát bên chúng ta đó, mà chúng ta giận dữ đó, thì chúng ta giống ông này. Phải không ạ? Hãy học cái tinh thần của Chúa Giê-xu là hãy vui mừng, hãy hỗ trợ. Làm một việc lành thì mình phải hỗ trợ chứ. Một sư, xin lỗi, chấp sự Thiên Ân cầu nguyện cho người bệnh được lành 20 trường hợp, bây giờ lên tới 25, gần 30 trường hợp rồi, mà tôi thấy không an tâm, tôi cảm thấy tôi bị tổn thương quá, tôi phải là người đó chứ. Nguy hiểm quá quý vị ạ. Nguy hiểm lắm. Cho nên thưa quý vị, không chỉ là như vậy, tôi nói cái thực chất mà những cái chuyện khác cũng vậy. Khi mà chúng thấy sự thành công của người khác mà chúng ta thấy chúng ta bực mình á, thì chúng ta hãy coi lại, nó không gây dựng hội thánh mà nó đang phá hội thánh. Chúng ta thấy cái vị trí của mình bị lung lay, không an toàn, thì chúng ta hãy coi lại. Tại vì mình cầu nguyện xin Chúa cho con ơn đi, Chúa ơi, con thiếu ơn, chứ đừng có giận dữ. Hãy vui mừng. Đáng lẽ người đàn ông này phải vui lên chứ, ông phải giận dữ. Điều tương tự ngày nay là người ta bài xích về việc cầu nguyện chữa bệnh, phải không ạ? Bài xích. Có một dạo mà tôi nói chữa bệnh, ông này ngủ tuần. Tôi không biết ngủ tuần hay bác thiết gì, mà bây giờ trong kinh thánh Chúa làm sao mình vậy? Quý vị có amen không? Amen. Tôi không có thích gán cái danh như vậy đâu. Bây giờ ta nói thì mình cũng chịu thôi. Tại vì Chúa làm, mà Chúa Giê-xu nói rằng ta làm bởi vì cha ta làm đến ngày hôm nay. Trong cái bản tiếng Anh đó, để tôi mở lại quý vị, cái tiếng Anh nó hay lắm. Tôi không có ghi xuống ở đây. Nó ở thì ở đây nè. Đây tôi đi qua luôn. Cha ta làm việc đến bây giờ, Giăng đoạn 5 câu 17. Thì trong cái bản tiếng Anh nó ghi là in his defense Jesus said to them, my father is always at his work to this very day and I too am working. Nó ở cái thì mà đang diễn ra, phải không?
hiện tại và hiện ra. Chúng ta nhớ ông mục sư David Boston, ông nói rằng Giăng, sách Giăng, Tin Lành Giăng đó là cái sách được viết ở thời hiện tại và tiếp diễn. Ở trong cái Giăng đoạn 3:16, vì Đức Chúa Trời yêu thương thế gian đến nỗi đã ban công một của Ngài, hầu cho hễ ai tin con ấy không bị hư mất nhưng được sự sống đời đời. Hầu cho hễ ai tin con ấy có nghĩa là tôi đang tin và tôi tiếp tục tin, chứ không phải là tôi đã tin và đó là một hy vọng tươi đẹp vô cùng và bây giờ tôi sống theo cái cách của tôi và tôi vẫn được cứu. Không, sai bét hoàn toàn, không đúng với Kinh Thánh. Cho nên cái chỗ này cũng vậy, chúng ta đang tin và chúng ta đang đi, chúng ta đang làm công việc của Chúa, bởi vì Chúa đang làm việc và chúng ta đang làm việc, thì đó mới là Đức Chúa Trời hàng sống. Đức Chúa Trời của chúng ta không có chết. Amen. Đức Chúa Trời của chúng ta không có thuộc về quá khứ, mà Đức Chúa Trời chúng ta ở hiện tại, thưa quý vị. Cho nên hội thánh sống động là như vậy đó. Bởi vì Chúa chúng ta làm việc cho đến bây giờ, cho nên tôi làm việc cho đến bây giờ. Đơn giản là như vậy thôi. Cho nên ngày hôm nay, hội thánh và sứ mạng của Đấng Christ sao cho chúng ta có còn ở trong cái công việc của Chúa hay không? Đây là câu hỏi tôi đặt ra đó. Bởi vì ngày hôm nay các giáo hội và các hiến chương thì quy định điều này, điều kia, điều nọ, tôi thấy nhiều quá đi. Nó còn nhiều hơn là cái luật mà người Pharisee đặt thêm vô luật pháp của Chúa. Luật pháp của Chúa có 10 điều răn thôi, mà họ đặt tới 660 cái điều lệ khác nhau. Quý vị có biết điều đó không? Còn bây giờ hiến chương thì nguyên cuốn dày gì tôi đọc không nổi, nó nhiều quá luôn. Rồi quy định đủ thứ hết trơn á. Như vậy thì sứ mạng của hội thánh là cái gì? Cho nên chúng ta trở lại rất đơn giản, là cha ta làm việc cho đến bây giờ thì chúng ta cũng làm việc cho đến bây giờ. Với nó hiện tại và tương lai, quý vị chúng ta nhớ cho điều đó. Như vậy thì chúng ta ở trong Ê-sai đoạn 58:6, sự kiên ngăn mà ta chọn lựa há chẳng phải là bẻ xiềng hung ác, mở những trói của anh, thả cho kẻ bị ức hiếp được tự do, bẻ gãy mọi ách hay sao? Đó là công việc của hội thánh. Cho nên thưa quý vị, nhớ một điều, khi chúng ta gặp ai đó, hãy tìm hiểu họ, hãy quan tâm tới họ, và nếu được hãy cầu nguyện cho họ, hãy mời họ đi nhà thờ. Đó là công việc của hội thánh đó, đó là sứ mạng của hội thánh. Còn hội thánh không còn nhớ đến những điều đó nữa đó, thì hội thánh quên đi sứ mạng rồi, chứ còn là hội thánh thôi, chứ còn không là sứ mạng nữa. Mất mạng rồi. Quý vị thấy không? Nguy hiểm vô cùng. Hội thánh ngày hôm nay còn sứ mạng hay không? Cho nên quý vị ơi, hãy nhớ cho rằng hội thánh thì phải đi với sứ mạng. Và sứ mạng thì cũng giống như Chúa Giê-xu đã từng sống trên đất này và Ngài làm. Ngài giảng tin lành và Ngài quan tâm đến nhu cầu của người khác. Cho đến ngày nào đó chúng ta chỉ giảng tin lành thôi và xong, lãnh lương đi về, hoặc là xong việc của tôi rồi, tôi đi về tôi với gia đình của tôi, thì chúng ta biết rằng chúng ta đang thiếu một phần nửa của cái sứ mạng, phần nửa của tin lành đó quý vị. Đó là sứ mạng, đó là đem người đến với Đấng Christ. Chúng ta đi đến cái phần cuối cùng. Hội thánh và sứ mạng mở trói, mở ách cho những người bị cầm buộc. Chúng ta biết rằng những người rabbi rất là gớm ghét và cái sự hung ác đối với thú vật, phải không ạ? Họ thương thú vật lắm. Tôi thấy cái chuyện này nó quen sao á. Nhất là họ ghét cho người ta ăn thịt chó, mà người ăn thịt chó là có đời ngày hôm nay là thương tay là lên án cái chuyện đó lắm, phải không ạ? Và người rabbi thì ngày hôm nay thì chúng ta cũng biết rằng họ rất là thương thú vật. Và tới cái ngày Sa-bát á, cái luật của họ quy định á là cho phép thả súc vật ra để mà cho nên uống thoải mái. Nhưng mà ở đây có một cái người đàn bà bị cầm buộc 18 năm. Và họ khép Chúa Giê-xu vào cái chuyện là Chúa hành nghề chữa bệnh. Quý vị thấy không, ngày hôm nay hội thánh có bị khép như vậy không? Khi chúng ta làm việc lành chúng ta cũng bị chụp mũ, phải không ạ? Chúa Giê-xu cũng bị chụp mũ giống như vậy. Nhưng mà cái điều quan trọng là Chúa Giê-xu đã trả lời cho đối phương bằng chính luật của họ. Xin Chúa cho chúng ta có sự khôn ngoan để chúng ta trả lời với họ bằng chính cái luật lệ của họ. Chúa phán rằng, mọi người trong các ngươi đang ngày Sa-bát há không mở bò hoặc lừa mình ra khỏi máng, dắt nó đi uống hay sao? Cái cốt yếu cái điều này chính là sự thương xót và công chính mà hội thánh phải bày tỏ. Hội thánh không được quên sứ mạng là mở trói và ách. Chứ chúng ta đừng có thêm ách và xiềng xích cho người khác. Chúng ta không có mở cho họ được thì đừng có thêm vô. Chi vậy? Quý vị, tôi thử hỏi vậy đó. Bây giờ mình mở đi, mình mở cho người ta ra để người ta tự do đi, tại sao vậy, đúng không ạ? Cho nên có một điều tôi tâm tình với một anh em, tôi nói tại sao người ta không có tin vào quyền năng của cái ân tứ thánh linh nữa, thì tôi được Chúa dạy dỗ một điều. Bởi vì khi mà
chúng ta đi theo quyền năng lẫn tứ của Chúa ban cho đó. Cái đó là cái món quà mà chúng ta phải trả giá. Không có được tham tiền, không có được tà dâm, không có được kiêu ngạo. Mà bây giờ mình trả giá mấy cái chuyện đó, nó còn nhiều cái chuyện trả giá lắm, thì chúng ta mới được quyền năng của Chúa. Cho nên đơn giản là thôi, Chúa cho, con không nhận đâu, tại vì con trả giá nhiều quá. Đơn giản là như vậy thôi. Chứ không phải là tôi không tin. Tin chứ, mình đọc kinh thánh rồi mình không tin mới là lạ đó. Tôi đọc kinh thánh tôi tin hết đó. Nhưng mà tới cái lúc mà Chúa nói muốn nhận ân tứ của ta ban cho không, xin Chúa cho con được ơn chữa lành. Chúa nói bỏ cái tật tà dâm đi con. Không được rồi, con thấy người đẹp con không nhìn đâu có được đâu. Nó đi nhàn nhãn mà, chả lẽ con đeo kính, con kính đen tối ngày không có được. Quý vị được quyền nhìn, nhưng mà đừng có để nó làm cho mình mất ăn mất ngủ, phải không ạ? Nó làm, dĩ nhiên tôi thì không có nhu cầu bình thường, tôi vợ tôi làm chứng cho tôi đi, tôi lái xe tôi đi thẳng, tôi nhìn thẳng thôi chứ không phải là còn khi hôm qua tôi nghe cái chị kia, chị nói cái ông gì mà lái xe cũng vậy, nói chuyện là ông không nhìn tùm lum tà la, nó nguy hiểm vô cùng, phải không mình. Tôi không có cái chuyện đó. Nhưng khi mà tôi nói đến cái chuyện tế nhị này đó, thì nó có những cái trong cuộc sống của chúng ta, về tiền bạc, về tham lam, về những cái tội lỗi kín dấu đó, là Chúa nói con muốn nhận được cái ơn và cái quyền năng của ta đó, hãy xử lý những cái chuyện đó đi. Và đơn giản là người ta muốn xử lý, cho nên người ta từ chối mà đẩy qua cái chuyện là tôi không có tin những cái điều đó. Cái chuyện đó là cái chuyện của quá khứ mà. Vô lý không ạ? Lời của Chúa ở đây nói rằng cha ta làm thì đến nay ta vẫn làm. Và Chúa Giêsu Christ hôm qua, ngày nay cho đến đời đời không hề thay đổi. Thậm chí người ta không tin cái câu đó luôn nữa. Người ta nói cái chuyện này là nó lâu rồi, trong quá khứ rồi. Đừng có trích dẫn Kinh Thánh một câu đó để mà bác bỏ, để mà không phải để mà chấp nhận tất cả các quyền năng bản tứ Chúa ngày hôm nay. Nhưng mà rất đơn giản ở đây đó là vì người ta không từ bỏ được chính bản thân của mình. Từ bỏ được thì mới có quyền năng của Chúa. Thưa quý vị, đây chúng ta thấy ông mục sư Bonkey, tôi không có ngại để kêu tên của họ. Ở đây tôi biết rằng tôi là người Baptist. Khi mà tôi kêu tên của họ thì tôi bị vô sổ bị đen. Bởi vì những người này là người ân tứ, nhưng mà tôi không có ngại. Tại vì mình học đòi, cái thánh Chúa dạy chúng ta là phải học đòi đức tin của họ mà, phải không ạ? Cho nên quý vị thấy những cái người này á, họ phải xử lý mình dữ lắm, không có sung sướng gì đâu. Mục sư Benny Hinn nè. Tôi nói tên toàn tên những người nào, không chắc là đừng có thu chỗ này, chúng thôi thu, tôi kẹt với Baptist. Nhưng mà chúng ta phải học đòi đức tin của họ, phải không ạ? Rồi những mục sư mà được ơn ngày hôm nay, tôi không kêu tên ông Duy Châu Giáng Nghiệp, lại nguy hiểm nữa. Người ta đang đề kháng ông đã qua đời rồi mà tiếp tục đề kháng ông về vấn đề ân tứ, về vấn đề thịnh vượng, vân vân. Nhưng mà có một điều rằng ông thay đổi cả triều tiên, quý vị có biết điều đó không? Một con người vâng phục Đức Chúa Trời, từ bỏ mình. Tôi nhớ là khi ông còn sống á, ông kêu gọi tới 180 triệu USD. Ông kêu gọi trong cuộc đời của ông đó để xây dựng hội thánh, xây dựng một vùng này một vùng kia, người ta tổng hợp lại 118 hay 180 triệu USD. Quý vị kiểm chứng lại cái điều này, tôi không nhớ rõ. Nhưng mà có một điều rằng ông không có tham lam ở trong cái chuyện ông kêu gọi. Ông không có tham lam. Và đó là lý do tại sao mà hội thánh của ông phát triển lên cả triệu người. Tôi đến tôi thờ phượng Chúa thì mỗi lần ông giảng rất đơn sơ. Ông giảng, quý vị có nhớ ăn trước khi cầu nguyện không? Quý vị có cầu nguyện trước khi ăn không? Thì cả hội chúng tôi, Amen, Amen, Amen. Tôi ngồi tôi ngạc nhiên, giảng đơn giản vậy mà cứ Amen, Amen, Amen. Người này có quyền năng giữ gì ta? Rồi, vậy thôi. Ông nhắc lại câu Kinh Thánh rất đơn giản, giảng có 25 phút thôi mà dưới Amen, Amen, Amen. Một người quyền năng như vậy, tôi tự hỏi cái gì làm cho hội thánh được phát triển như vậy? Rất đơn giản, ông đi chiếc xe Toyota 91, đời 91 đó quý vị. Mà ông chạy chiếc đó đơn giản, 97 hay 91 vậy đó, chứ chạy đi đến nhà thờ rồi đi về. Rồi có vệ sĩ thì một hai người đi rồi bảo vệ ông già vậy thôi. Rất là đơn giản, và con người đơn giản như vậy thì được đầy ơn tứ của Chúa để phục vụ. Cho nên ở đây chúng ta hãy nhớ rằng để mở trói mở ách cho những người bị cầm buộc thì chúng ta phải trả giá, đơn giản là như vậy thôi, quý vị nhớ nha. Như vậy thì chúng ta cùng cầu nguyện với nhau theo như lời của Chúa sáng hôm nay. Dạy dỗ chúng ta, xin mời quý vị cùng đứng lên, chúng ta cùng cầu nguyện. Và sau đó tụi tôi xin kính mời mục sư Lê Vi lên đây cầu nguyện và chúc phước cho hội thánh trước khi chúng ta trở về với Chúa hôm nay.